Dũng, tôi ăn ké sự nổi tiếng của Thúy Ngân với ồn ào vỗ mông ngủ chung phòng. Trung Dũng thẳng thắn thừa nhận ở một tiếng kể hết rằng anh được ăn ké sự nổi tiếng của Thúy Ngân vì những đồn đoán ngủ chung phòng vỗ mông trên phim trường Gạo Nếp Gạo Tẻ. Từ sau khi đóng bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ, Trung Dũng bị đồn đoán rằng đang hẹn hò với Hân Hoa hậu Thúy Ngân. Trong một số hình ảnh bị rò rỉ, khán giả thấy cảnh Trung Dũng nắm tay Thúy Ngân qua đường, sau đó hai người còn ngủ chung một phòng khi đi cine tour với đoàn phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Đỉnh điểm của sự đồn đoán bùng nổ khi đoạn clip Trung Dũng vỗ mông Thúy Ngân được tung ra. Không ít khán giả cho rằng chỉ có tình nhân mới dành cho nhau hành động thân mật như vậy. Nói về chuyện vỗ mông Thúy Ngân tại chương trình Một Tiếng Kể Hết, Trung Dũng bộc bạch rằng chuyện vỗ mông Thúy Ngân ngay tại trường quay tôi xác nhận là có. Ngày hôm đó chúng tôi đứng ở phía ngoài chờ tới cảnh quay của mình. Bạn biết mà, đâu phải lúc nào mình cũng đứng trước máy quay. Có thời điểm chúng tôi nghỉ ngơi ăn uống để chờ đồng nghiệp khác quay, hết cảnh của họ mới tới chúng tôi bước vào. Sự tình vỗ mông xuất phát từ chuyện đạo diễn gọi Thúy Ngân vào gấp. Tôi thấy thế thì cũng hối cô ấy bằng cách vỗ vào người. Do chiều cao của tôi với Thúy Ngân gần tương đương nên khi vỗ, vị trí tay của tôi đặt đúng vào mông cô ấy. Chúng tôi thậm chí còn không nhớ là có chuyện vỗ mông này. Mãi sau khi hình ảnh bị phát tán, Thúy Ngân mới quay sang hỏi tôi, anh có vỗ mông em hả anh Dũng? Lúc này tôi mới ngớ người ra là có vô tình làm động tác đó. Khi bị chỉ trích rằng cố ý vỗ mông Thúy Ngân, Lê Phương thậm chí còn chọc ghẹo tôi rằng em cũng vỗ anh nhiều lắm mà sao không thấy ai nói gì cả. Tôi chẳng biết thanh minh thế nào, là anh em với nhau kể cả chuyện ngủ cùng phòng cũng thế. Chúng tôi đi nguyên đoàn, ngoài tôi và Thúy Ngân còn có những người khác ngủ trong phòng nữa. Còn đối với câu chuyện nắm tay khi đi qua đường, tôi có thói quen thích che chở bảo vệ người khác. Dù là đi với ai tôi cũng nắm tay dìu họ đi như thế. Riêng câu chuyện bị chỉ trích là dựng chuyện tình ái để PR, Trung Dũng thẳng thắn cho biết, tôi xem cũng được ăn ké sự nổi tiếng của Thúy Ngân. Ở thời điểm hiện tại, Thúy Ngân được săn đón vì trẻ đẹp có năng lực. Vậy nên khi được gắn chuyện phim giả tình thật với cô ấy, coi như là tôi nổi tiếng kèm theo. Chứ về cuộc sống riêng tư của tôi thì có gì để mà câu kéo sự nổi tiếng. Thậm chí có một thời gian, khi thấy tôi xuất hiện ít, người ta còn bảo là già rồi, nhạt nhẽo và hết thời rồi nữa mà. Đóng vai vợ chồng ôm nhau hay có cử chỉ thân mật tình cảm là quá đỗi bình thường. Giờ chẳng lẽ chúng tôi không thân mật thì lên phim ai sẽ tin đây? Trung Dũng cho biết thêm.